I'm rich. Hello everybody, welcome to Heo với KT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì hôm nay là chúng ta bắt đầu đi săn boss ha. Ngay cái lúc mà đi săn boss thì phi phong rồi nó hết hạn, thâm xanh mặt luôn các bạn, tốn kém quá. Ở đây là tương dương, tương dương buôn bán rồi nè, ghê không các bạn? Còn nhiều hơn là bên Ba Lăng Quyện nữa, mình tưởng là Ba Lăng Quyện mới nhiều chứ. Hổm rồi thấy ít người bán mà nay nhiều dữ ta, quá trời luôn nè. Trong tương dương này bán vũ khí để lấy phôi các bạn, chuyển hóa sát thương thành nội lực. Thời gian trúng độc bằng quá trời luôn các bạn ơi, mấy cái này để lấy phôi nè. Ủa mấy cái này bán được hả ta? Công nhận mấy anh cũng chịu khó chứ, ai mua cái này trời. Quá trời luôn các bạn ơi, đây là bảo đao, để kiếm được có cái đao nào hồi hệ của mình không? Có cây hỏa nè, hỏa sát nội công cộng 81 mà thôi, mai chiều ép nó cũng ra. Quá trời luôn các bạn, y mà có khoảng sân của tương dương là bán đồ gần hết luôn ha. Nó ngồi với mấy người cái gì homeless đó, trước cửa của quan phủ nha môn luôn đó. À, mình nói tế nhị hơn là ngồi giống mi như là đang chờ mà kêu oan vậy các bạn. Oan y vậy đó. Không mình ngồi coi hát. Tới giờ hồi nãy chưa tới giờ, vô sớm đổi phi phong đồ này nọ. Bây giờ tới giờ nè, chạy lên ha. Ở đây đang ở Long Môn Trấn, thì chúng ta chạy lên nè ha, nhanh lên. Ở ngoài kia đông vui quá rồi, chết rồi, không biết boss nó chết chưa nè. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Đây đông vui quá các bạn. Rồi thấy rồi. Hệ mộc. Hệ mộc. Ê sao vậy, sao chạy vô đó luôn vậy, tào lao vậy. Mua thuốc các bạn ơi, lên nào. Gì vậy thịt mạ bố láo à, lão ngu mà lì khỏe chạy đó, mở BK chạy đâm đầu vô đó. Đây là cái bang của bên mình ha, Long Môn có láo nữa, láo ở đây nha, đứng bù kín cả màn hình luôn, không thấy được gì luôn. Ê nữa, chạy ra con, chạy ra. Á đù, lại bị chết. Phù lên nữa thôi, ngày đầu đi đánh boss luôn á trời, khó khăn quá, gì mà vô cái chết.
Đợt trước mình đánh chua lắm các bạn. Đánh mà bị đợt trước mình có một cái video mà giờ không có, mình không có làm. Lúc đó là cũng đi đánh, lúc đó là bữa bạn test thì má đánh gì đâu mà ta nói full nhẫn, full đồ luôn, full phi phong luôn. Quá vậy mà vô đánh con boss 4 mặt 5 mặt mà đánh không xong con boss. Đánh được rồi. Đánh được rồi. Ê đừng có chạy nữa ơi. Thiệt chứ tào lao thiệt chứ. Cái gì ban trên ban nó nhắn là không ai săn boss. Ủa đang đánh mà tại sao là nó không ai săn boss. Má hạng 23 mà thiệt chứ đánh dở thiệt chứ. Tại tay nghề mình các bạn, tay nghề mình đánh dở quá không trách ai được. Chờ bạc ti cho đủ nha. Con Nga Mi chạy yếu quá. Mới kịp mua phi phong cho con Nga Mi không ạ. Còn hai con kia thì chưa có mua nữa. Con kia treo auto rớt rồi. Kiếm chỗ đẹp đẹp đứng nè các bạn. Má đứng này nghi là chết thêm một lần nữa quá. Đang đánh nè, mình đang đánh nè các bạn. Ê má mới ngáp cái gì ra con. Thiệt chứ mới ngáp con cái rồi một chào lao thiệt chứ. Mai chiều sắp xếp công việc ổn thỏa chắc tối mình sẽ live ha. Live chơi rồi với mấy anh em đồ. Chơi game này cũng vui phết đấy các bạn. Lâu lắm rồi chơi game lậu rồi này nọ không à, game phi, game thâu này nọ rồi à, lâu lắm rồi không có chơi mấy cái con game mà cài cuốc bàn hội cũng đi đánh boss được. Tới giờ cái anh em alo đang ở đâu rồi chạy lên đánh boss rồi vui lắm. Khó quá trời luôn nè. Bàn của mình đông ghê luôn các bạn. Đó. Mình là hậu môn ở lộc lâm môn. Đó chạy đi nào. Rồi bây giờ có chỗ đứng rồi ha. Đó các bạn nhìn trên cái thanh mana kìa, đang đánh nè, đang rút mana xuống kìa. Đó. Ê ra con tào lao thì chứ. Ngủ độc ha, cái con đó là phải ngủ độc rồi. Đó, rút độc kìa. Tao đứng bên này nè mày ơi. Rồi đánh được rồi các bạn ơi. Yên tâm rồi. Ơi. Thầy cái hạt lồn phái vô ăn hồi ghê. Đứng chờ bạc ti lên các bạn ơi. Hai con kia nó chết rồi. Ủa con Nga Mi đứng nè. Đủ vừa vô cái nó dứt cho con đóng động vô đó. Chờ tụ tập binh đoàn đầy đủ xong rồi lên nè, dứt nè. Chủ yếu là chờ Nga Mi thôi ha, còn mấy ạc kia thì không quan tâm cho lắm. Nó lên nó chỉ đam phụ thôi. Lên nào. Mai chiều chắc mình đem con ngủ độc
phụ của mình đem qua chuyển qua chơi bùa luôn quá, để cho nó bút hỗ trợ đồ này nọ chứ. Rồi kiếm chỗ thuận tiện ta đứng nè, bụ đông quá trời luôn các bạn ơi. Má ơi long môn rồi, cái này mà đánh công hình chiến là hết ý luôn. Á đụ tào lao vậy, cái gì cũng chết được nữa thiệt chứ. Tào lao rồi. Giờ đi đường tắt nè ha, hy vọng là lên là nó phải không bị chết nữa. Đánh mà cứ thấy bị tử vong không à thiệt chứ. Thôi đồ đồ đồ, đi sau lưng em đó luôn. Ô giải tán đám đông luôn rồi kìa, ghê vậy. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Mà không biết lành là đây là lành gì thôi à. Rồi, thiệt lành nè. Lành. Hy vọng lần này sẽ không chết nữa ha. Rồi ok, đầy đủ máu, đầy đủ Gammy, chạy thôi. Quyết chiến với con boss nè. Lần đầu tiên đánh boss mà chạy sắp mặt thiệt chứ. Lúc các bản phi phong dễ xài lắm mà nay không phải bạn hết phi rồi, hết open test thì phi phong khó xài quá. Phải khó xài mà nó tốn tiền các bạn. Chút đánh boss xong là chắc ra mua phi phong luôn cho mấy gạt kia luôn. Ý con boss nó chạy vô dữ vậy ta. Mọi người đứng xa con boss ghê không kìa. Đó, con boss áp sát lại nên mọi người chạy xa ghê. Mấy chị Gammy boost liên tục. Con boss còn nhiều máu quá các bạn ơi, đứng từ từ ăn hôi quá. Đó, mình đánh được rồi nha, đó. Chưa đánh được. Chưa có góc để vô đánh luôn. Rồi dứt. Chưa dứt được luôn, nó đọc cái nhả đọc kìa, u. Rồi dứt rồi đó, dứt nè. Ủa sao server thấy có mình chơi ma nhẫn vậy ta? Ừ có, không có mấy anh chơi ma nhẫn được kìa. Đứa nào một mình mà chơi ma nhẫn chứ. Đố các bạn thấy được mình á. Mình còn không thấy được mình nữa mà. Được 2/3 thanh máu rồi nha các bạn. Đó, cập nhật tình hình liên tục. Lần này tao không chết nữa rồi. Nó. Đánh đông vậy rồi chừng nào mới tới mình ăn được một cục gì của nó trời. Nó đang đánh kìa các bạn.
Trúng mana kìa, xuống mana kìa, đó, đó. Đang đánh rất là đã các bạn ơi, đó, đó, đó. Mai chắc giờ này mình sẽ ra mà đánh boss nữa ha. Boss thì boss hoàng kim thì nó ra vào 20 giờ ha, là 8 giờ tối cho tới 8 giờ rưỡi tối ha, ra đúng có nửa tiếng hồ các bạn. Ủa, boss này không phải boss hoàng kim, này là boss thế giới ha, quên nhầm. Boss hoàng kim là mấy con boss tào lao không thấy được gì hết. Boss này là boss thế giới nha, boss thế giới là ở map Ba Lăng Nguyệt, có lộc Long Môn Trấn, Ba Lăng Nguyệt Long Môn Trấn ha, vào 20 giờ là 8 giờ tối á, cho tới 20 giờ 30 là 8 giờ rưỡi để xuất hiện ba boss tiểu thế giới tại Long Môn Trấn ha, gồm có Trương Tuyên, Kim Thúy Lương, Mộ Dung Toàn. Ủa sao không thấy thằng nào quen hết ta? Tưởng nó Mộ Dung Phục hay là Kim Dung hay là Trương Chi gì thì nghe còn quen quen chứ còn boss không có quen không? Đây, boss đại thế giới. Boss đại thế giới thì Kiếm Tiên Lý Bạch đó, cái này có nghe qua. Thì xuất hiện vào tọa độ là 20, đó là 270 292 ha. Ngay sau khi tiêu diệt thành công tất cả các boss tiểu, nếu thời gian tiêu diệt boss thế giới vượt quá 25 phút thì boss tiểu Lý Bạch sẽ không xuất hiện nha các bạn. Tiên Lý Bạch chứ. Và con boss này biến mất vào lúc 20:50 ha. Đó. Vừa được kịp lúc các bạn về mua máu hồi máu này nọ chuẩn bị cho tống kim luôn nha. Tống kim vẫn đang nhân 2 điểm và kim nguyên bảo nha các bạn, nhận kim nguyên bảo nha. Top 1, top 2, top 3 sẽ nhận được kim nguyên bảo nha. Đó, đó, boss sắp chết rồi. Đó, đó. Đó, đó, u tôi trâu ghê ta. Đứng đây mà con boss không giết luôn. Ô đu, đó, đó. Ô bị cấy độc rồi, u không chết luôn. U hy vọng là ăn được, hy vọng là ăn được. Đó, đó, đó. Ý, lão quỷ tính ăn kìa, lão quỷ tính ăn kìa. Đó, ơi, 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 đi ra con. À, tào lao, đi ra. Tào lao rồi, con Ami nó chết rồi, đi ra đi. U, rồi, đi ra đi con, đừng, hết máu bây giờ, hết máu rồi. Chưa các bạn, chưa, nó không thấy mình. Chấp ăn được rồi. Ơi, á tào lao, á đù. Rồi, trời, quá chân kịp má ơi. Trời ơi, tào lao thì phút cuối cùng mà thiệt chứ. Tào lao quá. Rồi. À. Rồi xong rồi, boss chết rồi. Á à, không kịp ăn má, chết lên thiệt chứ nãy giờ. Rồi xong rồi. Lên không lượm được hộp bụi luôn á, trời ơi. Thua. Á à, thiệt chua. Cái gì đâu không. Ơ, à, chặt ốp quá. Bực quá. Ôi đi tắm á ơi, thấy bực kìa chứ. Đây chữ hời thì chứ. Thôi các bạn chơi game vui vẻ nha, nhớ like và share cái video này và comment cho em biết ý kiến về cái series này nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Á bực quá đi tắm mới được, nóng người luôn rồi. Bye bye, chào tạm biệt.